minh tới trương quay. Thì Yuzon còn sót lại một con ma nhà họ Hứa. Nếu mà không thất hứa với Thi về việc chở đi tới trường quay thì cũng là Thi phát điên. Theo cái kiểu như là thế à, có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên còn một con đổi chỗ, hỏi con nào bên trái con nào bên phải. Hở Thi này, không phải đá xoáy đạp xoay nhau như thế nhá. Việc hôm nay mà tôi không đón Thi đấy là tại tôi thể hiện cái sự nghĩa hiệp của mình. Vâng, nghĩa hiệp tôi kể vô cô, các bạn nên hiểu là dẫn một em K51 xinh đẹp nào đó đi từ phòng B21 lên phòng B31 chẳng hạn. Biết hay thế nhỉ, giỏi thế. Đương nhiên, Thi mà. Các bạn thân mến, các bạn có đồng ý với Thi rằng trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải đi qua rất nhiều con đường. Đó có thể là những con đường đầy nắng của tuổi thơ, những con đường tinh khôi của tuổi học trò, hay là những con đường rất là lấp lánh của thời sinh viên. Và dù có là gì đi nữa thì chúng ta sẽ vẫn luôn có những người bạn đồng hành bên cạnh chúng ta. Đó có thể là những người bạn giản dị của chúng ta gian hàng, những người bạn thích giảng đạo của chúng ta học tập, hay là những người bạn vô cùng nghĩa hiệp như cô đây. Dù có là gì đi nữa thì điều quan trọng là chúng ta hãy sống, hãy trân trọng và cháy hết mình những năm tháng mà chúng ta đang có. Và để chuẩn bị cho những ngày đam mê sắp tới của K51, cũng như là ôn lại những ngày tháng sinh viên đầy máu lửa của các anh chị K47 trở về trước, hãy cùng FTU Zone đến với Music Salad số đặc biệt ngày hôm nay với chủ đề bí mật. Bí mật đây không phải là cái tên của chủ đề, mà là chúng tôi sẽ tiết lộ vào cuối chương trình. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài hát song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care, hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning. Thì cái khoảng thời gian tốt đẹp, good time là nó sẽ như thế nào? Good time đối với Thi chính là lúc mà Buku quỳ xuống lạy lục Thi, mời Thi đi ăn kem hoặc là ăn bánh lăng để mình chuộc lỗi ngày hôm nay. Nói chơi vậy thôi chứ Thi thực ra là một người rất là bác ái, rất là giàu lòng thương người, cho nên Thi rất là dễ tha thứ cho người khác và dễ tạo niềm vui cho chính mình. Niềm vui đối với Thi rất là đơn giản, và cái niềm vui mà lớn nhất cho tới bây giờ Thi nhận được đó chính là cái lúc mà người con trai ấy lặng lẽ đem tới nhà Thi một cái phong bì, và khi Thi mở phong bì đấy ra thì thấy ngay cái giấy báo đậu đại học ngoại thương đó các bạn ạ. Và chắc hẳn là các bạn K51 cũng đang ngập tràn trong cảm xúc ấy. Giống như một giảng viên đại học của trường ta đã từng nói rằng, đại học không phải là điểm kết thúc cho những thành tựu của bạn, mà nó chỉ là bước đầu để các bạn xây nên những hoài bão của mình. Cuộc đời sinh viên bắt đầu từ chính khoảnh khắc trưởng thành ấy. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up.
when you're needing your space to do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. See, then the stars, they burn. Some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. Có thể ban đầu bạn còn mơ hồ về việc mình vào ngoại thương để làm gì. Tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ không hối hận, không hối tiếc, bởi vì đã lựa chọn để trở thành một phần của ngọn lửa ngoại thương. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đây chúng ta mỗi ngày có thể làm thêm một niềm đam mê mới, có thể quen với những người bạn cùng chí hướng để cùng nhau giúp sức làm một việc gì đó. Và chỉ cần thế thôi cũng đủ để chúng ta cảm thấy yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống đẹp hơn. Trong lời hát có người hỏi tôi rằng sao anh không viết tình ca về những lứa đôi, những chiếc hôn, những ngại ngùng với những đắm say. Phải vì anh chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ thương, chưa có những phút giây vấn vương. Bởi vì anh chưa bao giờ nhớ, chưa bao giờ quên, chưa từng nhờ gió viết tên này. Vì đây đâu quên em từng ngày như hôm nay, góc phố em qua đường linh đầy đắng mai. Cuộc sống vẫn xoay vào những kiếp người em có. Tình yêu nơi đâu?
biết là bài tình ca mà cô định viết sẽ có tên là gì không? Thi đoán là nó sẽ tên là cu ca đúng không? Một sự sáng tạo vô cùng tuyệt vời của bạn Thi. Vậy thì sau khi nghe cái bài tình ca này thì Thi có cảm nghĩ gì? Thi cảm thấy đây là bài hát rất là dễ thương, bài hát rất là đầy cái sự yêu đời, và một bài hát có một cái quan điểm rất là đúng đắn, rất là phù hợp cho những người một tỷ năm cô đơn như Buku đó. Sài Gòn là cái miền đất mà tụ hội những cái tinh hoa ẩm thực từ nhiều nơi, cho nên mà để chọn ra một món ăn ấy, không nhận hơi khó. Vậy là Buku thua Thi rồi. Món ăn đặc sản đối với sinh viên Sài Gòn đó chính là mì gói. Câu hỏi thứ hai, thức uống đặc sản đối với sinh viên Sài Gòn là gì? Quá đơn giản. Đây. Thật là chính xác, nhưng mà chỉ đối với Buku thôi. Và đối với sinh viên Sài Gòn, đặc sản mà người ta hay dùng để uống đó chính là Sài Gòn cà phê xưa đá. Cho tôi một ly cà phê, cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa bên đường. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn sẽ như thế, khi đón khi đưa. Ta ra ra ta ra ta ra ra ta ra ta 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 ra 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 ta ra ra ta ra ta ra ra ta ra ra ta. Nơi đây là nơi bọn tôi vẫn nhớ như là mới hôm qua. Ngồi cà phê nơi công viên quán xa bên đường có đâu xa, uyên thuyên cùng nhau vài câu chuyện, rồi lại bận bịu lo việc riêng. Đôi khi ngồi chơi nghỉ ngơi chốc lát khi đời mãi buồn ba. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá, ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn sẽ như thế, khi đón khi đưa. Da 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 da. Công nhận là Hà Audio đã khiến Thi không còn cái ham muốn hoàn tục là hóc bình lột. Buku đã đòi lấy 10 hộp sữa chua và 10 cái bánh flan nữa, mà chỉ còn muốn Buku đưa Thi tới một nơi mà người ta gọi là cà phê bệt, để cùng cà phê chém gió với những zone đôi xinh xắn mà đang yêu của gia mình thôi. Nhưng mà đôi khi cũng phải biết khoảng sức sung sướng lại vui nhờ. Ừ, vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn một món quà nữa dành cho những FTU yêu dấu của chúng ta. Đúng thế các bạn ạ. Với những con người đã, đang và sẽ bước trên con đường trở thành sinh viên, chắc hẳn sẽ không chỉ có đầy hoa hồng mà còn cả những chông gai, những trở ngại nữa. Và chỉ cần các bạn sống hết mình, chỉ cần các bạn cố gắng thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Hãy sống cho xứng đáng với cuộc đời sinh viên ngắn ngủi các bạn nhé. Và hãy nhớ một điều rằng
đó là ở trong mỗi chúng ta đều có một người khổng lồ, một Titan. Và một số trường hợp đặc biệt thì người khổng lồ cả ở trong lẫn ngoài như bạn Thi của chúng ta đây. So cool. Và ca khúc I Am Titanium sẽ là ca khúc kết thúc Silent Zoo thứ 2 ngày hôm nay. Chưa tiết lộ cho các bạn chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Thực ra chủ đề của chương trình Music Salad hôm nay của chúng tôi đó chính là hai chấm. Và sau dấu hai chấm đó là gì thì các bạn hãy tự điền vào nhé. Bởi vì con đường sinh viên sắp tới là do chính các bạn bước đi trên đôi chân của mình. Hãy trải nghiệm, tận hưởng theo cách của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Trường mà thương một con đêm thương ước mơ lời. Ngày lại ngày say hăng say tiếp bước tiếp ta xây dựng trường. Ta luôn sẵn sàng vui góp công cùng với đất nước đi lên cùng cấp ca bang tay nắm tay nắm kề bên nhau na 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 trường ngoài thương.